Năm 8 tuổi, cha tôi dắt tôi đến Nhạc viện Hà Nội. Cha chọn cho tôi học đàn tỳ bà vì không có nhiều tiền để mua những nhạc cụ như piano hay violon. Cha tôi quan niệm âm nhạc dân tộc nào gắn liền với con người của dân tộc đó. Sau này tôi hiểu ra rằng lựa chọn ngẫu nhiên đó có lẽ cũng là an bài từ trước. Trời cho hữu tài, ắt hữu dụng. Ngàn vàng hết, lại có luôn ngày. Thông qua cây đàn tỳ bà, tôi hiểu về giá trị văn hóa truyền thống, chính là hồn cốt của mỗi nền dân tộc. Cây đàn tỳ bà giống như là cuộc đời của một vương phi lưu lạc trong dân gian, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa thích nghi với cái hoàn cảnh mới. Tôi cũng đã dành rất là nhiều thời gian để tìm về cội nguồn của cây đàn được mệnh danh là vua của quân lại nhạc cụ phương Đông. Tôi đã may mắn được nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ và Nguyễn Thị Trúc nhận làm đệ tử chân truyền năm 2006, được hai cụ đồng ý tổ chức làm lễ mở sim y. Đây là lễ tốt nghiệp dành cho ca nương khi bắt đầu bước vào con đường hát chuyên nghiệp. Ca trù giống như một cái loại âm nhạc thiền định, sự chuyển động chậm rãi, ngân nga, chú trọng vào ca từ, sử dụng những âm ư để tạo nên những cái kỹ thuật thanh nhạc như là cách mà các nghệ nhân dùng để chữa lành vết thương. Trong bối cảnh lịch sử thay đổi thì có rất nhiều người đã hiểu lầm về ca trù. Có giai đoạn ca trù thậm chí là bị hắt hủi và gần như là bị thất truyền. Ca trù cũng giống như cuộc đời của một người phụ nữ trầm luân trong xã hội thay đổi đột ngột với rất là nhiều những cái uẩn khúc bi thương. Tôi đã sống với nó, trải nghiệm tất cả những cái cung bậc ấy, cảm nhận và chia sẻ với khán giả về vẻ đẹp của môn nghệ thuật độc đáo này. Những chuyến lưu diễn ra nước ngoài
qua một số các nước như là Pháp, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, được các khán giả quốc tế đón nhận một cách nồng nhiệt, và tôi cảm thấy tha thiết hơn với cái sứ mệnh gìn giữ tinh hoa văn hóa dân tộc âm nhạc của mình. Tôi và hai người thầy của mình cũng đã cùng nhau xây dựng giáo phường ca trù Thăng Long, truyền dạy cho các bạn trẻ, quảng bá tới đông đảo các du khách. Điểm biểu diễn đã trở thành một phần văn hóa của phố cổ Hà Nội. Ca trù Thăng Long đã được các khán giả quốc tế ví như một viên ngọc ẩn sau những con phố nhộn nhịp. Thực sự mà nói là hôm nay là một buổi rất là đối với mình rất là thú vị. Thứ nhất là mình đã chơi với rất nhiều những cái nhạc cụ khác, rất nhiều những nghệ sĩ khác nhau, nhưng mà riêng cái đàn tỳ bà thì đây là lần đầu tiên. Nhưng mà khi đánh với tỳ bà thì mình đã hiểu ra là mình phải từ tốn, mình phải rón rén thôi, mình phải nhẹ nhàng, khoan thai thôi. Thì đó cũng là một cái sự rất là bỡ ngỡ. Sau đấy cái sự thích thú là cái không gian mà mình cảm nhận thấy, mình tưởng tượng ra khi mình chơi cái âm nhạc này cũng như là cái tác phẩm vừa rồi, nó đem lại cho mình, cá nhân mình thôi, một cái cảm giác khá là tĩnh tại. Mình cảm thấy mọi chuyện nó trầm hơn, mọi chuyện nó bình thản hơn, nó thiên về hướng thiền hơn, nó có vẻ gần gũi với cái bản chất con người nguồn cội hơn. Và cũng rất cảm ơn anh Nguyễn Tài Tuấn vì là đã góp công trong cái phần mà chuyển soạn cái tác phẩm này từ của dàn nhạc sang cho piano, và đó là một cái sự thay đổi mà mình nghĩ là có lẽ là cũng rất đặc biệt, từ dàn nhạc dân tộc mà chuyển sang cho đàn piano, mà chỉ một piano thôi, để làm sao cho mà lột tả được cái tính chất âm nhạc của tác phẩm này. Chị Huệ là một nghệ nhân tầm cỡ quốc tế này, đấy chứ chị người như chị Huệ là rất hiếm. Thế thì chị chơi đàn thì cái tiếng đàn của chị rất là ngọt ngào, và tôi vẫn nói từ nãy tới giờ là cái âm nhạc của Ả Đào là một thứ âm nhạc của một xứ sở khác, một hành tinh khác. Và như tôi là học nhạc không dưới 40 năm, bốn mấy năm rồi, 44-45 năm rồi. Mà tôi nghe thì tôi rất ngạc nhiên về thứ âm nhạc này. Tức là tôi là người Việt Nam nhưng mà tôi rất ngạc nhiên về thứ âm nhạc này. Là đệ tử chân truyền của những nghệ nhân kỳ tài, thế nhưng khi mà đạt được những cái danh hiệu vẻ vang nhất thì tôi lại cảm thấy mọi thứ thật trông chênh, và tương lai của ca trù vẫn rất mịt mùng, thậm chí còn mịt mùng hơn cả khi mà tôi bước vào nghề. Câu lạc bộ ca trù Thăng Long từng bước phát triển khá là tốt, nhưng đến một chặng khi mà các bạn sinh viên bắt đầu tốt nghiệp ra trường, họ cần lập gia đình, lo cho con cái trong tương lai, cần nhiều vật chất hơn để đảm bảo cho cuộc sống ổn định. Tới thời điểm này thì tôi cảm thấy những cái khó khăn trùng trùng kéo tới. Ca trù là môn nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Một cái môn nghệ thuật đang cần được bảo vệ khẩn cấp như vậy thì không thể ngay lập tức trở thành một cái môn nghệ thuật thịnh hành để nuôi sống các nghệ sĩ. Thậm chí các nghệ nhân sẽ phải chịu những cái cảnh sống khốn khó để bảo tồn nó với cả tấm lòng yêu nghề của mình. Đây chính là thời điểm mà tôi cảm thấy bế tắc về tinh thần, mệt mỏi về thân thể. Đến một mùa hè, khi mà tôi cảm thấy cơ thể của mình có nhiều những cái triệu chứng bệnh tật, cũng như là cái cảm giác là khi mà tuổi già tới,
tôi cần phải có tìm đến một cái môn nào đó để luyện tập, để duy trì cho sức khỏe được tốt hơn. Một người bạn đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện khí công là Pháp Luân Công. Tôi cũng không ngờ rằng khi tôi bước vào tu luyện thì tất cả những vấn đề về sức khỏe, những bế tắc trong công việc cũng như là trong sự nghiệp bảo tồn âm nhạc truyền thống của tôi đều được khai thông khi tôi bước vào tu luyện. Chỉ sau 3 tuần luyện tập, tôi đã cảm thấy những bệnh như thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, những cái bệnh như là tiền đình, huyết áp đều biến mất. Lúc đó tôi mới thực sự hiểu rằng thế nào là hạnh phúc của một cơ thể vô bệnh. Đặc biệt là trước đây tôi là một người rất là nóng tính. Tôi đã tìm nhiều cách để khắc phục nhưng không được. Vậy mà chỉ thông qua luyện công và học pháp, tôi đã có thể nhẫn, tâm thái trở nên bình hòa, nhẹ nhàng. Trước khi tu luyện, tiếng đàn tiếng hát của tôi chất chứa ít nhiều những nỗi bi ai với nhân tình thế thái. Dẫu khá là thành công trong sự nghiệp nhưng những nỗi buồn trong tâm thì chưa bao giờ vơi. Rất nhiều câu hỏi giấu kín trong lòng, tôi không sao tìm được câu trả lời. Ví dụ như là tại sao con người sống ở đây ai cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, người nổi tiếng cũng khổ, người quyền thế cũng khổ. Ai ai cũng đều có nỗi khổ riêng và cũng không dễ dàng chia sẻ gì với người khác. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, lần đầu tiên tôi hiểu rằng tất cả những câu hỏi đều có lời giải trong cuốn cổ thư này. Tôi nhận ra đây chính là pháp môn mà tôi tìm suốt cuộc đời mình. Mẹ tôi thì trong cái quá trình mà mẹ tu luyện ấy, trước và sau khi mẹ tu luyện thì âm nhạc của mẹ khá là khác, rõ rệt. Đó là trước khi tu luyện thì mẹ tôi đã thường hay sáng tác những cái bài nhạc nghe nó hơi ai oán một chút. Và trong đó thì kiểu tiếng đàn và giọng hát nghe nó cũng hơi nặng về phần tình đó. Nhưng mà sau khi tu luyện thì mẹ tôi sáng tác những bài tươi sáng hơn, về sen này, về từ bi này, về từ trong tâm ra, thì nó truyền tải được những cái thông điệp tốt đẹp và mang đến cho người nghe những cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng. Và giọng hát này cho đến tiếng đàn nó cũng thanh thoát lưu loát hơn nữa. Những nghệ nhân truyền nghề cho tôi đã qua đời, nhưng người thầy âm nhạc quan trọng nhất lại chính là vị đại sư, nhà sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, cũng chính là người đã sáng lập ra đoàn nghệ thuật Sen Yin, đoàn nghệ thuật với sứ mệnh cao cả, khôi phục văn hóa truyền thống 5.000 năm. Từ đây, thế giới âm nhạc của tôi được mở ra một tầm cao rộng và sâu sắc hơn tất cả những gì mà tôi từng biết. Tôi và rất nhiều đồng nghiệp của mình khi mà nghe âm nhạc Sen Yin thì đều vô cùng thán phục, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ xuyên khắp cơ thể. Tôi đã từng đi theo đoàn tới một số thành phố, được xem đoàn nghệ thuật biểu diễn ở một số những cái rạp hát 5 sao như là Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Cao Hùng hay là ở Đài Bắc. Thực sự là tráng lệ và tinh mỹ.
Mỗi một tiết mục đều mang lại cho tôi những bài học về lịch sử, về giá trị quan như là kính thiên chi mệnh, thiên nhân hợp nhất, nhân lễ nghĩa chí tín, về đạo làm người, về lòng nhân ái, về lòng dũng cảm, sự bao dung và cả những nhiệm màu của Phật Pháp. Có lần khi sang Đài Loan để xem thần vận biểu diễn, một trường cấp 2, cấp 3 bên đó đã mời tôi giới thiệu về một số những cái thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam. Hôm đó tôi đã chơi một tác phẩm do mình sáng tác, đó là tác phẩm Sen Liên Hoa Thiên Tử. Có một bạn học sinh cấp 3 đã khóc khi tôi bắt đầu chơi, cho tới khi chụp ảnh giao lưu, tôi ôm bạn ấy và thấy bạn ấy vẫn nấc lên khóc. Hỏi thì bạn ấy chỉ nói cũng không biết vì sao khóc, cứ khóc vậy thôi. Tôi hiểu âm nhạc thật là diệu kỳ. Năng lượng của âm nhạc đã chạm vào sâu thẳm chân tâm và khởi nên cái thiện niệm của con người. Trước khi tu luyện tôi cũng thường sáng tác, nhưng mỗi lần sáng tác thì tôi thường cảm thấy bế tắc. Xu hướng âm nhạc đương đại hôm nay khiến cho người nghe cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Họ quan niệm đó là ấn tượng, cần phải tạo ra một cái gì đó mới lạ. Cho tới khi mà được nghe những cái tác phẩm của Sen Jin sáng tác, tôi cảm nhận được những năng lượng lấp lánh tràn vào thân thể. Hiệu quả của dàn nhạc giao hưởng phối hợp với các nhạc cụ Trung Hoa như là pipa hay là đàn nhị đạt được cái hiệu quả hòa quyện rất là cao, đặc biệt là tiết tấu pha trộn giữa trống timpani và cái bộ gõ đặc trưng mang cái tính truyền thống của Trung Hoa, rất điêu luyện, phức tạp và ấn tượng. Chúng ta đang trong giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo tồn âm nhạc truyền thống. Dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc này, tôi nghĩ rằng mọi người hãy dành thời gian để xem đoàn nghệ thuật Sen Jin biểu diễn, chúng ta sẽ hiểu và sẽ tìm ra giải pháp. Sen Jin đã vô cùng thành công trong việc khôi phục văn hóa 5.000 năm Trung Hoa. Chúng ta có thể học từ họ. Và nếu làm được điều này, thì tôi tin rằng âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ mãi trường tồn trong tương lai.